một hai ba. Chào các bạn, núi thành công một cái hũ dừa không chạm nước mặn các bạn. Để đây cho thím hai, rồi dùng cây xà beng hoặc là cây cưa nhỏ này mình sẽ cưa đứt cây dừa đó. Xà beng dùng rồi, giờ tới dùng cưa nhỏ này thử các bạn. Gắt nhỏ bé nhưng mà để mình thử cái nhỏ nó có vỏ không. Lâu quá. Hoàng Núi xin chào các bạn. Hôm nay Núi đến nhà của chú hai, chú Hẳn. Ổng gì kêu đốn giờ cho ổng cái cô hũ dừa dùm giỏng. Lý do là hai cây dừa, các bạn thấy hai cây dừa nó sát nhau, nó không đến nỗi là để có trái được. Cho nên thấy chặt đi bớt một cây cho nó chống bớt lận cho nó cây kia nó có trái. Hai cây nó gần quá bạn. Nhưng mà quan trọng nhất là cái cổ hũ dừa á, đứng dưới gốc sắn á, nó ngã xuống á, thì nó ngã xuống, các bạn thấy nó nghiêng không? Nó nghiêng nó muốn xuống ruộng này nè. Cái vuông này là nước mặn, cái độ mặn của nó cỡ 11 hàng ngàn. Là cho nên cổ hũ rớt xuống đó rồi đứng lấy cái cổ hũ á, thì nó rút vô cổ hũ ăn không ngon các bạn. Cho nên Núi sẽ lấy dùng cái thử thách leo lên chảnh, lấy xà beng này sắn lấy cổ hũ đem xuống rồi mới quay lại lấy xà beng đốn cái gốc các bạn. Là cổ hũ mình sẽ được tươi ngon và lấy từ trên đọt xuống chứ không có chạm nước mặn các bạn. Tỷ độ này nuôi tôm tới 11 hàng ngàn. Giờ Núi lấy cái cổ hũ các bạn ơi. Các bạn chịu khó theo dõi xem Núi làm ha. Giống sàn của tỉnh quá à. Trồng được cái dừa mới lớn đốn ủng á, mà tại dày quá phải đốn ha. Không đốn, cây kia nó còn ủng hơn nữa. Cả hai đứa không, cả hai đứa không ra gì luôn hả? Không ra gì hết. Trái cỡ này luôn mà nó không được đậu, nó dày quá. Thấy khó cũng tương đối dễ ha. Hả? Thấy khó cũng tương đối dễ ha. Cũng được. Khó là trên đây mình cũng có chỗ đứng thôi. Thì đó.
lấy được cô hủ dừa các bạn. Núi trời mạo hiểm ở trên cây giác cô hủ dừa đi xuống nước luôn bạn, xuống đất luôn bạn. Bay đó các bạn, bay xuống luôn. Thôi. Lui lui ra, lui ra, xích ra tụi bay xuống chúng không? Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, xuống. 1, 2, 3. Chào các bạn, núi thành công, một cô hủ dừa không chạm nước mặn các bạn. Bây giờ tiếp theo để đây cho thím hai, rồi dùng cây xà beng hoặc là cây cưa nhỏ này mình sẽ cưa đứt cây dừa đó. Xà beng dùng rồi, giờ tới dùng cưa nhỏ này thử các bạn. Gắt nhỏ bé nhưng mà để mình thử cây nhỏ là có vỏ không, thử nó coi nó có nhỏ mà nó có vỏ không. Nếu nó có vỏ thì mình chơi nó luôn, còn nếu mà nó không có vỏ mình dùng xà beng vỏ bự. Cứ sát sát cậy một chút á. Chà, cái phụ mắm không ngồi được. Phụ mắm thơm dữ ha. Có công mà sắt có ngày lên xà beng hả? Ủa lên kim. Thấy cái cưa nhỏ nhưng mà lợi hại nha. Nó cưa khoảng bao nhiêu giây phút mới được cây dừa đây? Có chịu xong mà. Chắc không tới đâu, mình nghĩ chắc không tới đâu. Tôi đổi hướng của bên đó coi. Gì dừa đâu quá thì gãy à. Nó không gãy, chẳng hét không. Xong thôi. Cái cây dừa này phải nó ở gần xa xa cỡ khoảng 5-6 mét là trái dữ lắm. Tơ cầm được cái lớn này cũng mấy năm trời, uổng quá. Mà uổng cái này thì hại luôn cái bự kia kìa. Cái trái cũng dữ lắm. Thôi bây giờ núi cưa cây dừa rồi. Nhưng mà cái lưỡi cưa nó nhỏ quá vô không được sâu bạn. Núi chơi cây thế mới nữa. Dùng sức lên đọt bẻ luôn. Sợ ướt mình cởi áo ra bạn ơi. Đó. Đừng cởi quần ra áo hết nha má. Quần này cởi không được đâu. Thế mình à cưa lâu quá, các bạn coi sợ các bạn nói mình câu giờ, mình chơi dùng bằng sức luôn, cho các bạn chơi coi cho mau mau, đây, các bạn thấy cái giờ còn nguyên các bạn, mới cưa có mấy cái rồi thấy lâu quá, núi lên cũng bẻ đọt hết luôn. Không nổi à. Ơi. Người đâu? Nổi đâu? Chốc góc. Cắt chút nữa bạn ơi. Chiếc xe hồi cũng lọt nước à.
phải gặp sao băng là 30 giây à. Cái sao băng được gọi sử dụng cây dừa 50 tuổi mà. Cây này có mấy tuổi đâu. Tại vì sao băng mình làm hoài sợ nhàm. Mình làm cái mới mới cho các bạn coi. Cái gì cũng phải làm được tại mình không chế biến ra thôi các bạn. Em bé làm được nữa hả? Em bé làm được. Còn mình chưa có em bé. Cứ nhanh nhanh đi, mà thà là mình mỏi tay chứ không cho các bạn xem mở mắt. Mỏi mắt kỳ lắm. Cây này nó nhỏ chứ 150k đó. Mượn của người ta chứ không phải của nhà nữa. Mỏi tay quá. Nó không xuống ta. Có hoa len nè. Hoa len chi? Ra đảo gốc nó, núng tới ngày mai xuống. Chặt thế này không được à. Cái cưa này không mở miệng được, phải mở miệng được đạp gãy á. Nó vô được 3% à. Mình chặt xa xa lên nãy cái thím hai có vỏ có xuồng trong vuông các bạn. Nhờ gốc dừa này cột dây luôn. Chứ không cắt sát gốc làm gì đâu. Thằng cắt sát gốc nặng lắm hả? Không phải đâu. À, bình thường thôi. Tại chừa chỗ này là bơi xuồng đi thôi chưa tôm ăn nè cột dây. Dứt cổ lưỡng tiện mà. Ơi, mở tay không? Chỉ như là không được, sao lòng không bền.
Hả? Hơi sơ nhúng nhít chưa? Chưa đâu. Kì vậy ta? Làm gì không? Chứ sợ nó chổi tiếp. Cắt vớt bỏ. Hơn nửa cây ha. Ừ. Chẳng biết nó đi đâu. Có tương lai rồi đó. Tín hiệu rồi đó. Nhưng cái miệng dưới mình không mở được. Nó thiếp nó không ngã. Có dây gạch trở lên là gãy vậy đó. Thiếp miệng rồi.
để tôi lên trên đọt tôi dùng sức của bẻ thử. Cưa mấy tay quá kêu. Không bao giờ bỏ cuộc. Sắp sửa ngã các bạn ơi. Làm cảnh chụp hình cái làm lại, lấy cái đút cái lưỡi cưa vô, đút lưỡi cưa vô cái đầu thôi. Chơi lên này với dê. Coi chừng té vô, coi chừng té vô hũ mắm nha. Xô ra chỗ khác được. Dạ. Chú hai coi lấy cái đầu con đụng vô cái vừa ngã cái vừa luôn chú hai coi nè. Nghe coi nè. Dạ nghe. Quyết định rồi đó. Giờ lấy hai cái dừa đúng rồi. Coi coi cưa. Lá im. Tính là không được rồi cũng được luôn. Lấy hai cái dừa lại, làm hai cái dừa lên. Đàng hoàng chừng mất tiêu cái quần nha. Ủa là nó cháy rồi. Rồi. Lấy dao gọt có uống luôn. Đây. Trên bờ đi cho nó khỏe. Để gốc cây kìa. Thôi dơ quá. Có nước mặn này giật phẩn, giật vô phẩn.
Thôi chào quý vị tạm biệt luôn, đừng bạo lực quá. Ngon quá, để mình đem lên mình đem làm con mẻ mình chấm các bạn. Chấm mẻ ăn ngon. Chào các bạn, lưới để lên lắm con mẻ cái vừa các bạn. Hẹn gặp lại video sau đi. Hẹn các bạn gặp lại video sau các bạn ha. Rồi núi nghỉ đây. Rồi đến mai con thấy rồi, con hủ dừa kìa.